mới bài số 9. Léo trẻ. Giống chữ gì? Chữ này giống chữ gì? Chữ này giống chữ gì? Được chưa? Đi xe. Một vài, một số. Cái này là lượng từ nha. Nhân khẩu. Rảnh là gì? Khẩu là gì? Mồm. Hả? Mồm. Cái miệng. Đúng không? Khẩu là cái miệng. Rảnh khẩu là nhân khẩu, là từ Hán Việt. Tiếp. Di. Di nè, bộ nhân đứng. Được chưa?
phân tích từ nó là 100 trăm triệu. Nén là 5. Nén là 5 học rồi, khỏi ghi ha. Leisure. Là lịch sử. Chữ trên là 1.000, có cần ghi lại không? Có hả? Trên là 1.000. Minh chi là diện tích. Có phải là hôm bữa học phản quay nên là đối diện không? Thì bây giờ nên này là diện, thêm chữ chi nè. Rồi. Đọc bằng méo chè. Méo chè. Đọc to. Méo chè. Yi xe. Yi xe. Tô sào. Tô sào. Trấn khẩu. Trấn khẩu. Yi. Yi. Lý sử. Lý sử. Ép khắc trong lưỡi. Lý sử. Lý sử. Trên. Men chi. Men chi. Trời. Con lặp lại. Kéo chè đi xe tôn xào. Dẫn cầu đi. Lệ liền sư. Lý sử. Lý sử. Trên tô. Men. Men chi. Ừ. Trời. Bây giờ sẽ con lẩm bẩm cho thuộc đi rồi. Cô thầy lao bảng rồi. Tới chữ
nhiêu bài là 100 có cần viết lại không? Cần luôn hả? Quên hết rồi. Bài là 100. Bài tới quan. Bài dễ không nhớ thì làm sao nhớ quan ha. Quan. Quan là gì? Vẹn bao nhiêu? Bình phen. Thấy chữ phen nó giống chữ quan không? Tương tự ha. Hơi giống ha. Quay sang mà đối phương là đối diện đó. Đúng rồi. Bình này là bằng ha. Bình là bằng luôn á. Bằng phẳng. Bình phương. Tiếp. Cung lì. Nhớ chữ lì không? Hả? Nhớ chữ lì không? Chữ lì không có nghĩa là gì? Lì xa tờ che. Tha che lì dụ. Nhớ không? Không. Quên luôn hả? Thi học thi ở trường xong là quên luôn tiếng Anh. Cung lì. Cung lì. Cung lì là gì? Đúng rồi. Tiếng lớn. Đúng không? Rồi. Sầu tu. Cái này đó ơi. Cái nét này á là viết đúng ha. Nhưng mà có khi người ta viết á, nó có khi người ta viết nó không có đụng thì cũng là nó luôn nha. Vậy nè, cái gạch trong này nè đó, nhiều khi người ta gạch như vậy là người ta viết xảo á. Tu
này quen không? Ừ. Hả? Ừ. Chụp hình nè, nhìn lên bảng nè, chữ này đọc là sầu tu. Sầu tu. Nhưng hồi trước mình học nó là chữ tâu, là đều, đúng không? Ừ. Tâu ni, ni hậu mà, ni sinh thì hậu mà, quả hình hậu, ni nó quả dẹ hình hậu, tham minh tâu hạ hình hậu ha, đúng không? Nhớ chữ tâu với chữ dẹ không? Nhưng mà trong đây mình không đọc là tâu mà mình đọc là tu nha, nên nó là cùng chữ nhưng mà khác âm ha. Sầu tu. Và thủ đô. Rồi, tiếp. Nã lì. Nã lì. Có nhớ chữ na không? Ừ. Chữ na thì không có chữ khẩu lần trước ha. Có chữ khẩu lần trước đọc là nà. Chữ nà lý với chữ lì. Nà lì đọc là nã lì. Là ở đâu? Nơi nào? Thinh. Nhìn ra không? Thêm. Cái phấn này nó bị gãy. Thêm. Là nghe. Dinh duyệt. Cô có bộ thì lần trước được chưa? Hải sư. Hay là đọc bài nha, đọc bài nha, bài, bài. Con từ đọc thôi, con những cái chữ này học rồi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Rồi.
giờ sẽ rồi con lẩm bẩm 2, 4, 6, 8, 9 từ mới này, con ngồi lẩm bẩm để thuộc luôn tại chỗ. Quay của sen tai củ tẻ của chẳng gì chi thơ tẻ. Giờ con đọc lại một mình. Quay của sen tai củ tẻ của chẳng gì gì chi thơ tẻ. Rồi con đọc hết từ trên xuống dưới. Lệ trừ Di xe tu sở quận khổ Di lì sử Xem câu ở tua Nguyên chữ nguyên chi Phải quan tỉnh tan Tinh lì sầu tu Mã lì tinh nguyên dê Hải sư hải sư Quay cử xem sao Cử tèm rồi, vậy là hôm nay kết thúc cái từ mới của bài số 9 ở đây. Bye bye. Xin chào.